Chào cô dì chú bác cùng toàn thể anh chị em đã quay trở lại video tiếp theo của em ngày hôm nay nhá. Ngày hôm nay em sẽ chia sẻ cho mọi người một nghề là vô cùng nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Đó, em đang có mặt tại khu 1 xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ các bác nhá. Ở đây là có một làng nghề, đó là làng nghề nuôi rắn. Hôm nay em cho các bác trải nghiệm một cái bữa ăn của những đàn rắn hổ mang cực kỳ đói khát. Đấy. Ở đây là thức ăn cho rắn con này. Đấy, tùm nọc té tùng ghê quá, nguy hiểm quá. Đây các bác nhá. Đấy, đây là những cái con vịt thải các bác nhá. Em xin nhắc lại một lần là cái con vịt này là con vịt thải, con vịt của những cái lò mà người ta bỏ những cái con vịt mà hỏng không thể nuôi được các bác ạ. Thì làng nghề sẽ tận dụng mua những cái con này. Đấy, để còn đem về làm thức ăn cho rắn. Thì thực ra mua những con này chi phí rất là thấp các bác nhá. Thì cái này thì nó cũng hơi phản cảm, nhưng thực ra nói các bác là cái con gà, con vịt này là những cái con gà vịt thải, chứ không phải là những con gà vịt sống bình thường lành lặn mà mình đem ra mình mổ làm thịt này cho rắn ăn đâu nhá các bác nhá. Đấy. Hôm nay em cho các bác trải nghiệm một cái bữa ăn của những cái đàn rắn hổ mang cực kỳ đói này. Các bác cho em xin yên lặng vài giây các bác nhé, để em quay cái cảnh con rắn hổ mang này nó ăn xong rồi cho các bác xem. Đấy. Các bác thấy chưa? Con rắn này nó đói khát lắm các bác ạ. Thì ra động vật hoang dã này, bản năng của nó là như thế rồi. Cái nghề này là rất nguy hiểm các bác nhé. Người ta bảo là nghề này là nghề việc nhẹ lương cao, đúng như thế các bác. Việc này đúng là việc nhẹ thật nhưng mà lương rất là cao. Cái độ nguy hiểm của nó thì đến tụt bậc các bác ạ. Nói chung là chỉ một phát cắn của nó thôi thì nó sẽ gây ra những hậu quả là mất rất nhiều ngón chân ngón tay các bác. Các bác cũng được chứng kiến là những cái pha mà đấy, rắn hổ mang nó lao ra nó chiến đấu với ông chủ trại rắn. Những cái bữa cho ăn này không khác gì những trận chiến khốc liệt các bác ạ. Có những con rắn mà nó đói khát quá nó có thể lao trực tiếp ra bên ngoài bùng lửa người ra xuống luôn. Chút nữa sẽ có những con rắn nó như thế các bác xem. Và cứ xem hết cái phần video này sẽ có những con rắn nó sẽ lao ra cắn cả ông chủ. Nói chung là ở làng nghề em thì cái việc này là việc bình thường các bác ạ. Tại vì là cái con rắn hổ mang này thì thực ra nó cũng rất là độc, nhưng mà mình vẫn có cách để mình khắc phục. Còn mở cái chuồng này ra cho anh em xem con rắn đang ngoạp vào của mày này. Mở ra tí đây. Đấy, mở từ từ thôi, không giật mình. Đấy, các bác thấy chưa? Em sẽ quay một số những cái cảnh con rắn hổ mang nó ăn cho các bác biết là cái con hổ mang này nó ăn cái mồi như thế nào các bác nhé. Đấy. Mặc dù là đang cặp mồi nhưng vẫn rất là hung hăng. Bó đen đi, cổ bó đen đi. Cho nó có đèn pin này để nó sáng đẹp không? Đấy, các bác thấy chưa? Nó nuốt rất là... Ôi dồi. Thôi, nguy hiểm lắm. Đấy, cậu thấy chưa? Các bác thấy chưa? Nó nuốt rất là sành điệu luôn. Úi dồi, như con rắn đấy khắp. Đấy, nó ăn một con gà ngon này trong vòng một lúc nha. Đấy, chuẩn bị cho ăn con nữa này các bác này. Đấy, cậu thấy chưa? Đây đúng việc nhẹ lương cao các bác. Nếu mà dùng các bác mà dùng tay chân rút vào cho ăn thì mất nhiều ngón chân ngón tay đó các bác nhá. Những cái việc làm này được thử nghiệm với các chuyên gia các bác nhá. Các bác không nên làm theo trên mọi hình thức nhá. Tại vì công việc này rất là nguy hiểm. Đấy. Ăn rất ngon lành luôn. Thôi kệ. Đấy, các bác thấy không? Rắn rất là to đẹp luôn. Ăn thì cũng thích cái rút ra ngoài ăn. Đấy, thế tài. Cái con này chắc nó cũng muốn lên TV các bạn. Nếu các bác thấy yêu quý con rắn này thì hãy cho nó một like và đăng ký kênh ủng hộ cho em đi các bác nhá. Đây là những bữa ăn của những con rắn đói khát các bác nhá. Úi dồi, cơn mưa rối. Cái diện tích của cái chuồng này là 50 m² các bác nhá. Và mỗi một ô chuồng như này thì chứa đủ một con rắn hổ mang. Mỗi một chuồng như này thì được thiết kế là rất là kiên cố rồi này. Có lưới thép để bảo vệ này, không thể để rắn sổng ra ngoài được các bạn. Đấy. Nó chỉ cắn vào đầu các bạn, nó phải lần ra vào đầu thì nó tác động với nó, tại vì quay phim chụp ảnh ấy, mình nói thôi thì nó chưa tập trung để ăn được. Đấy. Công việc này thì nó mất rất nhiều thời gian các bạn.
Thế có thể em chỉ ghi được một vài phút này cho bác xem và có sự trải nghiệm thôi. Bây giờ em lại tiếp tục quay lại cái chương trình cho rắn ăn để cho nó vui nữa bác nhé. Không mà nó sẽ phá chuồng và rất hại cho những con này. Nó lao ra nó đã kiến chết cả mỏ nó các bạn. Đấy, các bạn cũng thấy được tất cả các con rắn đang nói khác nó đều lao ra cả. Thế nên là em phải tập trung cho ăn các bạn, nhưng mà sẽ không kịp. Và cứ để mùi ngoài nó ngửi với mùi nó sẽ lao ra nó hỏng hết rắn. Có lẽ video của em tương đối dài rồi, xin kết thúc video tại đây nhé. Mọi người mà xem video của em mà thấy hay thì hãy nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho em nhé.